Hello, nên nó quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe này. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay lại với cái chuyên mục đó là review OCC làm mỹ tẩm pha. Và con OCC ngày hôm nay là của một bạn có tên trong biểu mẫu là Trần Quang Thắng, và tên in game thì ở trước màn hình anh em cũng đã thấy này. Đó là TMT lịch chiến đâu đó là hơn 1.300.000 này, VIP 8 level 90 và chơi hệ sát thủ. Thì hiện tại là bạn này đã up game rồi thì phải mọi người. Đó, thì không biết là vì lý do gì, có thể do việc học hay là do tính chất công việc này kia, hay chán nản game gì đó thì mình cũng không có biết, không có rõ nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng hy vọng bạn này có thể ổn định lại công việc sớm nhất có thể và có thể dành ra một chút ít thời gian để mà chơi game trở lại nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi sau cái con OCC này. Đó, thì một tí nữa tầm cuối video thì mình sẽ sau luôn các bạn xếp hạng nha mọi người. Đó, thì 1.300.000 chiến thì chắc tốt, thì cũng khá là hấp dẫn. Con OCC này chắc cũng phải top server mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ sao sơ qua cái thức tỉnh này. Đây, thì khỏi phía bàn rồi, chắc chắn là thức tỉnh là chắc full rồi nè. Kỹ năng thức tỉnh là level 15, mát nha mọi người. Thức tỉnh tiến hóa thì cũng đã full rồi, full 4 cơ sở luôn nè. Đó, sức mạnh thức tỉnh cũng nâng lên đây luôn rồi nè. Bên đây thì mát luôn, còn bên đây mấy cái này chắc không cần. Thẻ thức tỉnh, hồn thức tỉnh thì level 99, mát luôn mọi người. Và tới đây nó không cho năng nữa ta. Mình sẽ dùng phát từ từ. Vẫn còn được mà. Đó, thì anh em cũng đã thấy này, bạn này có tới 4.000 cái biến thức tỉnh siêu luôn. Trời, khá là gắt. Đó, ok. Rồi, thức tỉnh mừng lại nha. Tiếp theo là đúp hồn này. Đúp hồn thì mở VIP 8 thì mình nghĩ khá chỉ là nhiều đồ mọi người. Đây, cái hồn thời trang này tới mở gần full luôn. Còn có một cái này là full 9 cái hồn này mọi người. Thì hồn phòng thủ level 43 này, 43 là cao nhất, sinh lực 41, 3 cái 41 luôn. Tấn công, tấn công thì level 49 này, 47 này. Đúng là tốt, có khác mà. Đây, cánh này, cánh thì cũng mở gần full luôn. Còn một cái hồn chỗ đây là full này, hồn tấn công mọi người. Ok, và tiếp theo mình sẽ đi sau cái đồng hành của bạn này nha. Thì bạn này hiện tại đang chơi con bách chín, đó là con Lam Tinh Linh nha mọi người, và biến hình lên thành con bách thiền sư. Và là chiến của con bé bạn này hiện tại là 25k này, level 90. Đó, lĩnh ngộ, lĩnh ngộ thì vẫn chưa full level 4 mọi người, chưa full level 45. Còn một cái mình xung kích mới level 3 mới này. Thì bộ kỹ năng này khá là ok nè mọi người, chuẩn này, cũng khá là ngon đó. Tấn công chỉ mở level 5, 3 cái level 4 đó là mấy như cầm lạng, cầm lạng với lại đóng băng. Còn một cái vẫn chưa lên được level 45 đó là mấy như xung kích này. Ok, và tiếp theo mình sẽ xem duyên nợ này. Duyên nợ thì có hoạt được 1, 2, 3, 4 bậc nha mọi người, vẫn chưa full. Đó, thì tôi chắc nó lên được 45, có nghĩa là lên được 10 tôi chắc so với ban đầu này. Mình xem. Và tiếng hóa thì full này nha mọi người, full cộng 7 cao này. Tiếp theo là thuốc cưỡi. Thuốc cưỡi, thuốc cưỡi thì có rất chi là nhiều thuốc cưỡi cam luôn này. Trời ơi, quá trời luôn này. Ờ, có tre, ngựa tre này, thao tay dài, đèn lưu ly, sao ánh trăng, vỏ sao ánh trăng, chợ lông gà, tí tu tiên, số chiến titan luôn này. Chiến binh và tiễn, nghèo, du lịch. Trời, quá trời là thuốc cưỡi cam luôn mọi người. Súp nè, gì đây, túi quà súp gì đây, mình nhớ lúc trước trong tích lý nạp mình có sao sự kiện rồi. Trời, quá trời lướt không hết luôn mọi người. Gì đây thì có, gì đây thì có con thái viên này cũng đang cấp lên cao rồi, tăng phẩm lên cao rồi. Có rồng, lông thiên rồng này, anh trên kỳ ảo này, thồng lông hỏa diễm. Quá trời là thuốc cưỡi cam luôn mọi người. Trời ơi, lướt cũng mỏi tay luôn. Đó, thì trong giới hạn đổi quà hiện tại tuần này của chúng ta thì nên có thể đổi được con bé, con thuốc cam cò tiên này mọi người. Với lại một con gì đó nên quen rồi. Wow, trời ơi, quá trời là thú luôn mọi người. Như bạn này đã nâng mát lên cam hết rồi, tăng phẩm lên cam hết rồi. Tiên giới thì cũng đâm mát luôn, full sao. Còn gì ta, cái con gì siêu xe Lamborghini luôn này. Thì tiếp theo mình sẽ xem cái dấu chân của bạn này nha. Dấu chân
Nếu chân cao thì cũng có, để coi. Trời, rất chỉ là nhiều luôn mọi người. Quá trời luôn, ai mà ngồi đếm gì cho hết luôn trời. Dưới này có dấu chân tím nữa nè. Cũng quá trời. Có bông lá mềm mắn khói bụi hồng này. Bông sáng sông ngưu. Cái này trong cung vận đạo. Bạch dương, sư nữ, sư tử này. Người cầm giòn lắm dễ thương. Khá chỉ là nhiều mọi người. Để coi trong cái dấu chân nào ta. Mình thấy cái dấu chân này cũng khá là đẹp nha. Cầm cái dấu chân này đi. Hậu hóa này. Hậu hóa thì có. Đây. Hậu hóa thì hậu hóa cam. Để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái hậu hóa cam mọi người. Còn lại là tím với lại lam này. Đó. Thì hậu hóa cam có một cây skin có thể tăng phẩm lên đỏ này. Đó là diệt trừ yêu ma này mọi người. Diệt yêu trừ ma. Đó là gì ta? Tu là chiến quỷ. Nhưng mà nếu muốn tăng phẩm thì cần cái gì ta? Vậy có thể dùng mảnh khí ước để tăng phẩm và kích hoạt kỹ năng bao trong tính năng thánh quang. Đó. Thì có anh em hỏi mình là dùng cái mảnh khí ước để làm gì á mọi người. Thì đó là anh em dùng để tăng cái phẩm chắc của cái áo hóa cam lên đỏ nha. Còn cái này mình có trong đạo luôn nè mọi người. Mà cũng may mắn nè trời. Quá biết rồi luôn. Đây này hai cái áo hóa trong đạo luôn. Nhẫn phong nữa nè. Này tăng bọc kích. Khá là biết pro. Mình sẽ vào xem thánh quang một tí nha mọi người. Cái áo hóa của bạn này. Đây khí ước nè. Thì nó là cái này. Đó thì cái mảnh khí ước thì anh em có thể dùng cái nguyên liệu này nè. Thì dùng cái làm cái nguyên liệu để mà tăng phẩm lên cái ổ hóa đỏ này mọi người. Thì bạn này còn thiếu cái mảnh ấy chiếc khí ước nữa nè. 5 cái này mới đủ nè. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sau cái tiếp theo đó là gì ta? Kỹ năng nha mọi người. Bộ kỹ năng của bạn này. Thì bạn này kỹ năng vui chơi theo kiểu cái này là kỹ năng đánh boss thế giới này, đánh boss gì này chứ cầm gì đâu đánh sao bắn. Thì nói chung là liên tục level 7 nè mọi người. Chơi cái gì ta, truy đuổi này level 6 này. Này bắn đam khá là to mọi người. Đạo cụ này, đạo cụ thì bạn này đã full level 7 rồi nè. Nhưng bản đồ mới này và tổ chiến là 6 luôn này. Khá là ghê. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ đi xem cái công hội. Công hội thì chắc bị kick ra rồi mọi người. Chắc ốp game lâu quá này bị kick ra ngoài rồi. Chung cư nha mọi người. Đây là chung cư của bạn ấy này. Nói chung là sắp xếp thì cũng khá là gọn gàng thôi mọi người. Tuy là rác ở ngoài nó hơi nhiều tí. Nói cái này em có thể từ từ dọn. Theo kiểu đốn chủng nông trại vui vẻ luôn á trời. Khá là xinh xò. Level cái chung cư bọn này là level 34 nha. Và sau kinh nghiệm là 81k rồi nè. Và tiếp theo mình sẽ đi xem cái sẵn cái con của bạn này. Để xem có con không ta. Đây có một đứa con mọi người. Một đứa con đi chăm sóc xa xa đi nha. Đấy. Cho thầy tải cho nó này. Một đứa con bao nhiêu tuổi ta? 20.9 tuổi. Chắc bút được chiến lên. Được đâu đó là 71k luôn này. Trời khá là ghê. Cái này là chưa có mua đồ gì luôn hả mọi người. Chưa có mua đồ mà lực chiến là 71k là khá là gắt. Bút thêm cho nó tí đồ nữa lên cả 100k luôn hả mọi người. Tiếp theo mình sẽ đi sao cái hệ phái của bạn này. Thì hệ sát thủ nha mọi người. Thì đây là bạn nãy mình còn để ý kỹ năng mọi người. Bạn này chơi cái kỹ năng thiên phú của hệ xung kích. Đó là chơi y lực nha. Chứ không có chơi thiên phú xung kích mọi người. Thiên phú xung kích thì anh em sẽ mở nhánh bên đây. Bên trái này. Còn bạn này chơi theo kiểu đam nên là mở nhánh bên phải luôn. Thì kỹ năng bên đây thì full hết rồi nha mọi người. Nhân vật nè. Đó. Thì bạn này hiện tại đang chơi set hề. Và hiện tại mấy set trang bị là lên full cam hết rồi nha mọi người. Cái vũ khí lên tới 15 sao đỏ luôn rồi. Trời, một set giống hệt mình luôn á trời. Mình cũng chơi set hề với lại vũ khí cục cơm, nguyên thầy.
để mình xem có. Ngoài ra còn có mấy cái vũ khí này mọi người. Như ta điện thạch khỉ này, kim cương, trứng phục sinh. Trứng phục sinh mà sau giờ đổi tên thành trứng hồi sinh nữa ta. Sách giáo khoa này. Vũ khí này mình có review hết rồi. Thì có lẽ mình sẽ bữa sẽ xem các bạn này và làm thêm một cái clip nữa đó là review cái vũ khí trứng phục sinh này nha mọi người. Khá chỉ là nhiều anh em yêu cầu mình. Mình lúc trước mình cũng có hứa ra này. Nên là anh em sẽ hóng clip này sau nha. Đây, bây giờ tiếp theo mình sẽ đi xem cái tô đồ của bạn này. VIP 8 thì trời ơi trời, quá chỉ là nhiều đồ cam luôn. Đây mọi người, sẽ clip sơ qua cho anh em xem này. Đây, sẽ clip chậm chậm nha. Một lần thì không thể nào mà sao hết được mọi người. Tới số lượng tóc tới 78 cái luôn này. Trời ơi trời, quá trời luôn này. Giờ mới tới cái tóc tím này. Ok. Đó thì xong cái này. Tiếp theo đó là cái biểu cảm này mọi người. Biểu cảm này có 77 cái. Rất chi là nhiều biểu cảm cam luôn này. Mấy đầu tóc, mấy cái khuôn mặt mình chưa thấy bao giờ. Trang phục. Trang phục này trời ơi. Ôi, như vậy này có trang phục thần tượng huy hoàng luôn này. Hình như là nạp lúc trước hả ta. Trong cái đồ này thì cái đồ cũ thì phải mọi người. Hồi lúc trước này nó có ra một lần rồi. Có khá chi là nhiều đồ mọi người. Đây, dưới đây có lễ phục sinh nhật luôn nè. Trời ơi, đồ gì cũng có luôn, không thiếu bộ nào đâu mọi người. Đây, best sưu tầm luôn rồi đó. Trời ơi trời. Cánh này. Cánh này xem. Đây, cánh cam này. Cánh cam quá trời luôn nè. Một cánh này trong gì ta bản xếp hạng gì đây nè. Thanh giá này mọi người, trong mua sắm này. Trời ơi, cánh cam quá chỉ là nhiều luôn. Như đây tím này. Cánh tím này mọi người làm một cái thôi. Đây, thì số lượng cánh gọi này là 52 cái nè. Trong phục 75. Mình sẽ đổi qua cái set nào đây ta. S1 này đây, sẽ mẹt một cái set nào đó vào nha mọi người. Set sinh nhật nha. Cái đầu nào ha. Người đồ có chỉ là nhiều luôn nè. Màu xanh. Quý tộc nè. Như cái đầu này đi. Bánh kiềm. Mừng bao năm tuổi nha mọi người. Biểu cảm nè. Cảm với mặt cái nào ha. Con mát không ta. Cái con mắt màu sáng này. Như đây xem. Như này nè. Ôi sao kỳ ta. Ôi như nó bị lát rồi mọi người. Trong phục mình sẽ mặc cái thằng tự này vô này. Nhưng biểu cảm này xin thay đổi mà nó cũng không có mắt nào có thay đổi ta. Trời ơi, bị gì nổi vậy. Đó, để cái cánh cho cánh xương này. Wow, cái cánh này khá là đẹp nè mọi người. Hợp với set này luôn. Cái này cái đầu nó không hợp cho máy ta. Tình trạng ý thiếp. Trời ơi. Sẽ kiếm một cái đầu nào phong cách thời thượng tế nhau mọi người. Này. Đầu mà nhọn màu trắng luôn. Khá là chắc chơi người dân. Đó nè. Xe này khá là đẹp lắm mọi người. Phối đồ. Danh hiệu. Tiếp theo là danh hiệu nè. Thì bạn này có một cái danh hiệu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái danh hiệu nha. Và 15 chim liền cánh. Sắc son này, happy birthday game bao, vua lực chiến, bánh này chót, lớp này. Danh hiệu hoạt động lực chiến duy trì 30 ngày. Trên tè, kia tè kia xúc này. Thôi mình sẽ để cái danh hiệu vua lực chiến này cho ngầu nha mọi người. Cầu phúc này. Cầu phúc thì hiện tại đã full cam. Tốc độ này, tốc độ thì là 582, đã vào 31 rồi. Tu luyện thì vẫn chưa mời bạn sang tu. Và bạn ngọc thì hiện tại là... Bị sao ta? Toàn ơi, bị lỗi giờ mọi người. Đâu phải là máy mình lát đâu. Như là game nó bị lỗi sao á. Bị lỗi đâu mọi người. Không xem được bùa này. Trời. Đây, cầu phúc tu luyện danh hiệu mình đều xem được hết này. Có thể là bị lỗi gì ạ? Thôi kệ đi.
À, thì cuối cùng đó là mình sẽ sao cái trang cá nhân của bạn này. Đây. À, thì ID của bạn này là 844429. Công hội là chưa này, hiện tại chưa có vô đâu mà. Bạn đây là chưa có này, mấy chỗ là bốc uyên ương. À, để xem. Đây thì bạn này đang chơi vũ khí chính đó là cục cơm nha mọi người. À, mình sẽ kéo xuống cho anh em xem này. Thì cầu phúc đó, tu luyện này. À, thuốc cưỡi thì để coi. Trời ơi, quá trời. Nếu mà biết bao nhiêu hạng để mình xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hạng. 10 hạng lẻ 3 con nha mọi người. Dấu chân. Dấu chân thì cũng quá trời luôn. 2, 4, 6, 6 hạng. Tí tay, bét điểu vậy. Bét đốt điểu này. Ngày đổi qua chơi một con bét nào đó tốt lực 9 hay hạng. À, thì đây thì tốc độ của mình này, bạn này là 21k nha mọi người, khá chi là cao luôn. À, lực chiến này sau khi mình đã bút con thêm nữa thì nó lên được đâu đó là 70 mấy k nữa nè mọi người. Có hiện tại là 1.300.000 77k này mọi người. À, VIP 8 trời, khá chi là VIP pro luôn. À, thì có lẽ mình sẽ ghi cái ID với là cái máy chủ của bạn này ở dưới phần bình luận nha, thì anh em nhớ là kéo xuống để mà các bạn Zalo làm quen với bạn này nha. Đó. Quen nữa một cái nè, mình sẽ sao cái bảng xếp hạng của bạn này nha. Đó thì xếp hạng lực chiến này. Đây thì hiện tại bạn này đang đứng top 39 nha, top 39 server này. Kéo xuống. Thì bảng xếp hạng lực chiến này thì top 50 mới có trong đây nha. Đó. Thì nó sẽ có cái danh hiệu vua lực chiến mọi người. 39 này. Nhưng mà bút thêm cái gì ta không hội. Ờ chứ cũng chưa lên được cấp 38 thôi. Đây cấp thì xếp hạng 117 này. Cấp 90 và bet thì chưa vào xếp hạng. Bằng xếp hạng thi đấu này thì 3 chỗ 2. Hạng 93 vẫn nằm trong top 100 nha mọi người. Ở trong này thì nó chỉ có top 50 này mọi người. Không hiển thị thôi. Thành tựu thì bạn này hiện tại hạng 20, số thành tựu là 309 luôn này. Top 20 cũng khá là cao nha. Có sư đức thì hạng 336, tình cảm đi chơi vào bảng xếp hạng đó. À, bảng xếp hạng cái con ACC tốt của bọn này nha. Ok, vậy có lẽ là xong rồi ta. Ok, có lẽ là clip mình đến đây thôi nha mọi người. Tên em nào xem tới đây rồi thì đừng tiếc gì cho mình xin một like, để lại một bình luận bất kỳ bên dưới. Và xem clip xong nếu là người mới thì nhớ là đăng ký kênh và chuyện thông báo được không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì có lẽ là hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye mọi người.